Nhưng không ơi, bơi bình thường như trong hồ bơi tập á, giữ thẳng đuôi cá. Bây giờ bạn Helen sẽ bơi một cây số trên biển, nhưng mà sẽ không bơi theo chiều thẳng mà là bơi chiều dọc bờ biển ha. Em có muốn tạo scandal gây sốt gì Nha Trang nữa không? Muốn thì bơi gần chỗ con người á. Khỏi cần đi ha. Mình bơi ở ngoài biển sâu vậy thoải mái chứ ở gần mấy người đó. Người ta